Rồi công tác chuẩn bị của em cơ bản là đã xem rồi. Khả năng nếu mà thời gian cho phép thì khoảng tối muộn em sẽ lên sóng. Không thì ngày mai em sẽ lên sóng cái cấu hình này. Cấu hình này thì chắc chắn là ở trên thế giới chắc chưa có ai ghép một cái cấu hình này đâu. Lần đầu tiên luôn là em sẽ cho một lúc 6 cặp loa sạc Vinmega khủng bố Bát 40 đồng thanh cùng một lúc. Đấy, và đương nhiên là em sẽ cho 6 con Domini kéo với nó. Thực ra không phải tự nhiên mà đưa ra con số 6 đâu. Hiện tại thì các bác có thể thấy thì loa sạc Vinmega Bát 40 của em thì có khoảng độ 20 cặp cơ, các loại model khác nhau. Tuy nhiên thì cũng thử, em thử dần dần từ 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp, 6 cặp, thử lên 7 cặp, lên 8 cặp. Nhưng mà lên đến 7 cặp, lên đến 8 cặp, thực ra lên đến 6 cặp thì kính kiếp rồi, mọi cái nó cũng không thể chịu được rồi. Bởi vì cái không gian của shop em nó cũng không phải là to. Không gian shop nó chỉ mấy chục mét vuông thôi, nó khoảng hơn 30 mét vuông thôi, nó không thể chịu nổi. Thực ra với không gian này thì một cặp đã là quá lắm rồi. Nhưng mà đây em bố trí lần đầu tiên, vừa là nghịch vừa là thử nghiệm để cho anh em chiêm ngưỡng thử. Đấy, các bác nhớ đăng ký kênh, theo dõi kênh để em sẽ cố gắng trong tối muộn nay hoặc là ngày mai, chắc là đẹp nhất, chuẩn nhất thì khả năng ngày mai, sáng mai em sẽ lên cho các bác xem cái lên sóng cái này. Cả cái công việc kể cả từ đấu nối, đấu 6 con Omni ra 6 cặp loa Bát 40, bố trí thiết kế dây dợ, đấu nối, chia, em sẽ quay chi tiết cho các bác ngắm và để ngày mai cho các bác, ngày mai cho các bác nghe thử, thẩm âm thử một lúc 6 cặp loa Bát 40 nó kêu như thế nào. Các bác nghe một cặp nhiều rồi, và nghe hai cặp thì cũng nhiều rồi, em đã ghép rồi. Và đây là lần đầu tiên cho 6 cặp sạc Vinmega Bát 40 lên sóng. Đã sạc Vinmega lại Bát 40 toàn hàng khủng long. Các bác chờ đón nhé, chờ đón xem nhé. Nhớ đăng ký kênh và lưu cái số của em vào. Mọi thông tin chi tiết thì các bác có thể alo, rất là tiện. Đấy, đây là cái cấu hình nhá các bác nhá. Em sẽ xếp so le, cứ một đôi đen, một đôi nâu, một đôi đen, một đôi nâu. Đấy, và xếp chồng lên nhau và xếp ở dưới, bởi vì không gian nó không đủ được. Đây là em đang test thử nhạc dạo thử nha các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.